Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây công chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi biết diện mạo và danh tính của một người phụ nữ sở hữu một chất giọng đặc biệt. Đó là ai? Đó chính là chị Google. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video của chúng tôi để tìm hiểu rõ hơn về chị Google quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, đồng thời để nhận được những thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất, được chúng tôi cập nhật và sàng lọc mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu chị Google quý vị nhé. Chị Google, một biệt danh đáng yêu để chỉ nhân vật quen thuộc với những người dùng Internet, mạng điện thoại, v.v. Không chỉ thường xuyên được nghe giọng chị khi tìm kiếm chỉ đường trên bản đồ điện thoại, chị Google còn trở thành đề tài làm clip chế của cộng đồng mạng. Điều này khiến công chúng thêm tò mò về diện mạo và danh tính của người phụ nữ sở hữu một chất giọng đặc biệt. Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Vĩ Dạ đã chia sẻ hình ảnh chụp với chị Google trong một buổi quay hình quảng cáo. Lâm Vĩ Dạ hài hước viết: "Mấy bạn ơi, nay tôi được chụp hình cùng với chị Google trong truyền thuyết. Cô ấy mắt một mí giống tôi nè." Sau bài đăng của Lâm Vĩ Dạ, thông tin về chị Google được dân mạng lùng sục tìm kiếm thêm. Theo đó, chị Google tên thật là Thi Giang, hiện đang là một MC biên tập viên của đài truyền hình cáp SCTV. Ngoài công việc chính, MC Thi Giang còn góp giọng đọc, dẫn dắt trong nhiều chương trình và thường xuyên chia sẻ những video thể hiện giọng ca trên kênh YouTube riêng của mình. Với vẻ ngoài dịu dàng, phúc hậu cùng giọng ca truyền cảm, Thi Giang khiến nhiều người ngạc nhiên. Ít người biết Thi Giang từng theo học thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Chị Google lựa chọn cuộc sống yên bình, sớm yên bề gia thất và đã có hai con gái nhỏ. Thỉnh thoảng trên mạng xã hội, MC Thi Giang vẫn khoe ảnh đáng yêu của các con và nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhờ chăm tập thể thao, thể dục, lại thêm hoạt động nghệ thuật nên nữ MC luôn gây ấn tượng với sắc vóc tươi trẻ. Vâng, đó là một số hình ảnh cũng như là chi tiết về chị Google. Chị Google ở ngoài đời thực rất là trẻ trung và xinh đẹp phải không quý vị và các bạn? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị ơi, quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.